Đến gần á, thì là mới thấy là nó nấp ở trong lá nhiều lắm luôn á. Hôm nay sáng chủ nhật, hàng xóm câu được con cá này đem qua cho nhà mình. Hàng xóm của mình thì rất thích câu cá nhưng mà lại không có ăn cá, nhà không ai ăn cá cho nên là đem cho con cá này mới vừa câu lên. Cá này tiếng Đức gọi là Vez. Cái này mình cũng chưa ăn bao giờ nha, để lát nữa mình sẽ xem mấy cái video người ta làm cá này như nào đó và làm món gì ngon thì mình sẽ làm này. Con này chỗ nặng lắm. Nó chắc là phải gần 2 kg á. Mình để vào cái khay này mà một tay mình dở lên không nổi luôn á. Cái bụng của nó đây. Cái này là nó mới ăn con gì vào đây nè. Sờ là cái bụng của nó to mà sờ là thấy cái con gì trong đây nè. Ồ, con gì cứ ngắt trong đây nè, không biết là nó mới ăn con gì á. Xin chào cả nhà, hôm nay mình đưa Sarah đi dạo nè. Hôm nay thì Sarah được đi dạo một chút rồi. Sarah đi dạo khoảng 10 phút, 15 phút. Hoa bồ công anh nở đợt 2 nè. Nhưng mà đợt này thì không có nở nhiều như là cái đợt tháng tháng 4. Cộng bồ công anh này ăn ngon lắm nè. Cộng bồ công anh ăn đắng đắng nhưng mà mình thấy giòn ngon lắm, xào lên mình thấy ăn rất ngon. Mã đề quá chừng luôn. Khi mà mã đề nở hoa thì nó như thế này. Mã đề ôm mã đề có lá tím nữa nè. À, ở đây năm nay người ta trồng một ruộng khoai tây nè cả nhà. Năm trước thì ở đây là hoa cải dầu. Năm nay trồng ruộng khoai tây. Khoai tây mình thấy là có hai màu hoa nha, màu hoa trắng và màu hoa tím. Có ruộng khoai tây á, thì mình đi mình thấy màu hoa tím. Thì ở Đức mình cũng thấy người ta bán khoai tây có hai màu, có khoai tây màu tím. À đâu, có ba màu lận. Khoai tây màu tím, khoai tây màu cái vỏ nó màu đỏ đỏ và khoai tây mà cái màu nâu bình thường á. Ôi tốt, dễ sợ chưa? Ở Đức thì người ta làm nông nè, là người ta có nông trại kết hợp trồng trọt chăn nuôi á. Người ta chăn nuôi xong rồi người ta lấy phân chuồng người ta trộn với đất nên là trồng hoa màu rất tốt luôn. Rồi trò xong lại trồng lại những cái cây mà để nghiền ra cho gia súc ăn. Đó thì người ta cứ kết hợp trồng trọt chăn nuôi như vậy đó. Hoa khoai tây chỗ này màu tím nè, xinh không cả nhà? Mình thấy ở nãy mình đi ở khúc bên kia thì là khoai tây màu trắng. Qua tới đây là khoai tây hoa màu tím. That is lila and another is weiß, yeah. Ở đây thì người ta trồng trọt, người ta toàn là dùng máy móc rồi đó. Từ gieo, từ trồng tới thu hoạch cũng toàn là máy móc thôi. Cho nên là mình đi ra đây á, mình ít có khi nào gặp người ta đang làm lắm. Tại vì thường là người ta đi làm những công việc chính ở trong công ty, trong hãng, trong xưởng. Xong rồi chiều tối á, hoặc là cuối tuần á, người ta mới dùng máy cày á, người ta ra đây người ta làm đồng. Cho nên là mình cũng ít khi gặp lắm. Thỉnh thoảng mình cũng gặp xe máy cày đi rải phân hoặc là thu hoạch á. Trồng thì mình chưa gặp nha, mình chưa có canh được khi mà người ta trồng trọt, người ta ví dụ như là trồng khoai tây á, người ta trồng như nào thì mình chưa có gặp. Đó, qua tới bên đây thì lại là cái ruộng khoai tây hoa trắng nè. À, die haben zwei verschiedene Farben, ob da zwei Sorte, oder? Dạ. Yeah. Đây khi mà mình đứng ngay chỗ này là hai loại khoai tây khác nhau thì mình thấy rõ ràng là hai cái màu lá khác nhau luôn ha. Hai màu lá, cái một cái bên hoa tím á, thì là cái màu lá nó xanh đậm hơn. Cái bên màu trắng thì là nó xanh nhạt hơn. Mình không biết là hai giống khoai tây khác nhau hay là có khoai tây vỏ tím và khoai tây vỏ trắng thì mình không biết. Nhìn ruộng khoai tây người ta trồng từng luống thẳng băng đẹp ghê. Dạ. Qua tới đây
Ở đây cũng là cái loại khác. À, ở đây mình thấy người ta trồng thành bốn cái bốn giống như là người ta khoanh ra bốn cái ruộng á, thấy bốn giống khoai tây khác. Cái người ta cứ trồng một cái bên một chỗ ruộng là cái màu lá đậm, xong rồi màu lá nhạt, xong rồi màu lá đậm. Cái ruộng thì hoa trắng, xong rồi tới ruộng hoa tím, xong lại ruộng hoa trắng giống như xen kẽ. Xen kẽ cứ khoảng mấy luống ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 luống. 10 luống là một loại khoai tây. Hôm qua tới đây thì lại là cái hoa trắng nè. Nhìn ruộng khoai tây đẹp ha. Ở Đức thì khoai tây dễ trồng á, nên là khoai tây giá khá rẻ, mình mua ở trong siêu thị rẻ lắm. Đến mùa khoai tây á, thì nhiều khi mua chưa tới 1 euro một ký. Còn không phải mùa, ví dụ như là mùa đông á, thì cái giá nó cao hơn một chút, thì cũng có khi là 2 euro một ký, 3 euro một ký, tùy từng loại khoai tây. Khoai lang ở Đức cũng trồng được nha, nhưng mà người Đức mình không biết sao, mình không có thấy ruộng khoai lang nào hết. Mình trồng trong vườn thì có, nhưng mà nó cho cái năng suất không có cao. Tại vì khoai lang trồng nó giống như nó lạnh quá hay sao, nó có xơ nhiều á. Cái lúa này là lúa mạch mà cái râu nó, mỗi một cái hạt của nó có một cái râu rất dài luôn và cứng. Thì cái lúa này là nó chín sớm hơn nè. Cái râu của nó dài thoằng. Lúa này không có cái râu dài, nó cũng có một cái râu nhưng mà râu của nó ngắn thôi. Thì cái hạt của nó to hơn là cái lúa mà có râu dài. Ở đây là hôm trước mình cũng ra đây mình quay cánh đồng hoa cải á, thì bây giờ hoa cải là rụng hết hoa rồi, bây giờ nó thành hạt rồi, cho nên là không có nhìn thấy cái màu vàng rực như hôm trước nữa. Đây mình quay những cái cây rau tầm ma mà khi nó già nè. Nó già thì cái nó ra cái hạt nhỏ nhỏ nè. Thì mình thấy là người Đức á, người ta lấy cả cái hạt này nè, người ta cho vào ngũ cốc người ta ăn á. Tại vì người ta nói là cái cây rau tầm ma là cái cây mà nó có nhiều khoáng chất nhất trong những cái loại cây rau dại á. Lá này thì khi mà nó già rồi thì ăn không ngon nữa, cho nên là người ta lấy cái hạt này người ta ăn. Trong cánh đồng lúa người ta có cái đường người ta chạy xe máy cày á, nên là lúa nó không có mọc lên. Mà cái này á, máy cày khi mà người ta đi người ta xịt phân hoặc là người ta trồng lúa, nó có cái càng dài lắm, cho nên là một cái khoảng cách rất xa mới có hai cái đường xe máy cày như thế này. Ở đây là một hàng táo nè. Hôm nay táo trái lớn lớn rồi á, nên là mình quay cả nhà xem nha. Táo ở Đức dễ trồng lắm. Cây táo khi mà nở hoa cũng đẹp, và trái của nó khi mà nó đậu trái rồi nhìn cũng thấy mê. Tại vì trái nó nhiều cho nên là nó làm cái cành nặng, thế là cứ trĩu xuống. Nó trĩu xuống tới đất luôn nè. Ở Đức thì trồng được rất rất nhiều loại táo. Ở đây thì là cái loại táo gì mà trái nhỏ xíu xíu. Cái cây táo này tưởng là ít trái á, mà lại gần á, nó nấp trong lá, nó quá trời trái luôn. Đây thì nhìn như là một cái bụi táo rừng á, mà trái của nó quá trời luôn, nó nấp ở trong lá này cả nhà. Cái cành của nó thì nhỏ xíu xíu à, trái quá trời trái luôn. Cái vườn táo này á, người ta trồng người ta không có để cây lớn, người ta cắt đi cho nên là còn toàn là cây nhỏ 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 thôi. Ồ cái cây này, cái gốc của nó cũng to kìa. Đó, nhìn cái gốc của nó cũng to á, nhưng mà người ta cắt làm sao mà cái cành nó ra xum xuê mà cành nhỏ nhỏ. Trời ơi, nhìn trái nè, quá trời trái luôn á. Mình nhìn xa xa thì mình không thấy ha, nhưng mà khi mà đến gần á thì là mới thấy là nó nấp ở trong lá nhiều lắm luôn á.
Cái này nhìn xa nó như là một cái bụi cây vậy đó. Wow, nhìn này. Ở đây là một cái đường để cho người ta chạy xe đạp á. Cái này thì mình cũng không biết là vườn của người ta hay là cái này là đất công cộng thì mình không biết nha. Nhưng mà thấy trồng nguyên một hàng táo dài luôn. Điều trái nè, cưng chưa? Cây này thì là trái táo đỏ đỏ. Đi dạo một vòng, bây giờ tụi mình lại đi về nhà. Mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà, và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.